Minh Toàn xin mến chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại chợ Đồng Xuân. Hôm nay Minh Toàn sẽ gửi đến cô chú và các anh chị một số cái hình ảnh về chợ Đồng Xuân nhằm giúp cô chú và anh chị hiểu thêm chợ Đồng Xuân nó như thế nào mà lại được nhiều dân buôn về đây mua đồ về các cái tỉnh lẻ để bán như thế nhé. Có em gái cao quá nhỉ, em gái Tây cao quá nhỉ. Bây giờ xin mời cô chú và anh chị chúng ta vào trong. Đồng Xuân có 2 tầng, tầng 1 và tầng 2. Đây là tầng 1, còn đường cầu thang lên tầng 2 nữa, nhưng mà chúng ta cứ đi tầng 1. 3 tầng thì đúng hơn. Và hàng hóa chợ Đồng Xuân thì nhiều lắm. Wow. Đây là một trong những chợ đầu mối của Hà Nội. Đấy, vừa đi một vòng nhưng mà các anh chị nhìn thấy hàng hóa la liệt luôn. Một, hai, ba tầng. Đây, không gian cảnh trên chợ Đồng Xuân. Ba tầng. Và đây thì các dân buôn là đóng hàng về các tỉnh để mà bán thêm, bán ở các tỉnh và nhập buôn ở đây. Wow, cổng chợ mà cũng có cái thác nước nghe mát phết nhỉ. Thác nước giữa chợ luôn. Đấy, mũ nón cho đến tất cả các thứ, cái gì cũng có luôn. Tầng 1 đó là những gì. Em đến với tổng bao nhiêu cái làm gì? Em đến tổng bao nhiêu cái làm gì? Đến đi. Thế này là khu bán các vòng à, mình chọn cái móc khóa xe này. Móc khóa xe máy này.
Cái này có bán lẻ không em? Hay là bán lẻ? Nhìn khá là đẹp nha. Tưởng mua buôn được ấy hơn nhé. Thôi, khả năng là cái này là chẳng biết vơ cái gì thì mua sau ấy. Quần áo mũ nón chân buồn này, đóng hàng có đứa là em mấy thùng hàng nó để cạnh đó rồi em vác này. Túi sách rất nhiều đồ luôn. Đó là toàn bộ của tầng 1. Đây, tầng 1 đầy đủ các cái đồ. Đây, các chuyên viên đóng hàng như thế này. Đây là các hàng của các tỉnh đóng để về, ví dụ như là ở các thành phố lên đây đóng hàng như thế này để về bán. Đây là một cái chợ đầu mối của thành phố Hà Nội. Hầu như ai đi chợ đầu mối Hà Nội cũng biết chợ Đồng Xuân là một trong những chợ đầu mối khá là hấp dẫn về giá cả cho đến các hàng hóa, các mặt hàng. Hôm nay mình toàn vào chợ Đồng Xuân để xem các mặt hàng nó cùng những cái gì mà lại thu hút nhiều cái đầu mối, nhiều cái thương nhân cũng như các cửa hàng tỉnh ở tỉnh lên đây nhập hàng để bán như thế. Minh Toàn cũng đã có một số cái video và cũng sẽ có một số cái video về chợ Đồng Xuân nhằm giúp cô chú và các anh chị hiểu thêm về chợ Đồng Xuân. Nếu cô chú anh chị nào quan tâm, xin vui lòng tìm xem thêm ở trong kênh những video về chợ Đồng Xuân. Và nếu cô chú anh chị muốn là người đầu tiên được thông báo và xem những video mới nhất của cuộc sống Hà Nội cũng như cuộc sống Việt Nam hay cuộc sống Hà Long,
Thì mong cô chú anh chị nhấn nút đăng ký cái kênh miễn phí để là người đầu tiên được thông báo và là người đầu tiên được theo dõi các video mới về về cuộc sống Việt Nam. Video này mình Toàn cho phép dừng ở đây. Cảm ơn cô chú và anh chị rất là nhiều.